Chào mừng các bạn đến với kênh Tóc Sao Hoa và Tóc Sao Hoa tin rằng trong bản tin ngày hôm nay các bạn sẽ được cập nhật thêm nhiều thông tin mới nóng hổi và bổ ích. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng đến với những thông tin mới có trong ngày hôm nay. Những mỹ nhân hoa ngữ được khen ngợi như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết Thứ nhất, Châu Lệ Dĩnh trong chu Tiên Thanh Vân Trí diễn xuất và tạo hình của triều lệ dĩnh trong chu tiên thanh văn Chí từng khiến khán giả vô cùng tâm đắc triều lệ dĩnh đã tái hiện vô cùng chân thực một bích giao bước ra từ tiểu thuyết xinh đẹp thông minh và tinh quái thứ hai dương mịch trong phù giao hoàng hậu hình tượng phù giao của dương mịch cũng được khán giả công nhận là sát với nguyên tắc phù giao hoàng hậu không chỉ ngoại hình cô còn cho thấy sự tiến bộ rất lớn về khả năng diễn xuất thứ ba địch lệ nhật ba trong tam sinh tam thế thập lý đào hoa Hòa thân thành nàng Holy chín đuôi Bạch Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, địch lệ Nhật Ba được đánh giá có ngoại hình giống hệt miêu tả về nhân vật trong tiểu thuyết gốc. Bằng diễn xuất sinh động, biểu cảm đáng yêu, tính cách ngây thơ cùng ngoại hình xinh đẹp, địch lệ Nhật Ba đã dễ dàng đánh gục trái tim người xem, đặc biệt là fan nguyên tác. Thứ tư, Cúc Tịnh Y trong Như Ý Phương Phi Cúc Tịnh Y được đánh giá rất hợp với vai Phó Dung trong Như Ý Phương Phi, Vẻ đẹp trong sáng rạng rỡ của cô nàng thực sự khiến fan nguyên tác phải trầm trồ, tuy nhiên thì diễn xuất và phong cách trang điểm vẫn khiến quốc Tịnh Y gây nhiều tranh cãi. Thứ năm, Bành Tiểu Nhiễm trong Đông Cung Nhan sắc diễm lệ đã giúp Bành Tiểu Nhiễm nhận được sự ủng hộ của số đông người hâm mộ nguyên tác Đông Cung. Nhiều khán giả nhận xét rằng đôi mắt to, làn da trắng sáng cùng khuôn mặt tươi tắn đầy sức sống của cô rất phù hợp với vai Tiểu Phong. Thứ sáu, Lưu Diệu Phi trong Thiên Long Bát Bộ Lần đầu gặp Lưu Diệc Phi, nhà văn Kim Dung đã ghi lên cuốn Thiên Long Bát Bộ mà cô mang tới. Cô Diệu Phi chỉ sau khi xem nhân vật Vương Ngữ Yên mà cô thể hiện, độc giả mới biết Kim Dung không hề nói quá. Đa số các ý kiến cho rằng danh sưng thần tiên tỷ tỷ đến giờ vẫn gắn liền với mỹ nhân sinh năm 1987 và khó ai có thể vượt qua được cô. Lưu Thi Thi trong bộ bộ kinh tâm trong một cuộc bình chọn mang tên diễn viên có độ sát cao nhất với nhân vật trong tiểu thuyết được tổ chức vào tháng 3 năm nay, Lưu Thi Thi với vai Nhược Hy trong bộ bộ kinh tâm đã đứng top 1 với gần 90.000 lượt bình chọn. Sau 10 năm thì tạo hình và diễn xuất của cô vẫn tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Thứ 8. Trần Hiểu Húc trong Hồng Lông Mộng Phiên bản truyền hình Hồng Lâu Mộng 1987 do Trần Hiếu Húc thủ vai Lâm Đại Ngọc đã trở thành một tác phẩm lớn của điện ảnh Trung Quốc và được coi là phiên bản Hồng Lâu Mộng kinh điển nhất từ trước đến nay. Từ ngoại hình đến thần thái của Trần Hiếu Húc đều phù hợp và gần gũi với Lâm Đại Ngọc trong nguyên tác. Nhiều người từng phản đối các nhà làm phim sau này làm Hồng Lâu Mộng bởi phiên bản của cô đã quá thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tóc Sao Hoa. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những tin tức mới nhất của nhóm. Và bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.